lắm. Tắt máy luôn đi, bỏ đi đại luôn đi. Mình xuống xe thử đi. Đồ ăn đồ uống gì lắm vô nè. Lạnh quá. Hi, how are you? Oh, I'm do that. I'm don't do that. You want to park over here? Yeah, I don't know. I. You won't can. Won't go up. Yeah, I'm go up. My God. I don't do that over there. For me try? Yeah, you did. Yeah, I'll try. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Ông người Mỹ, ông lái giúp lên cho mình. Thank you. Giỏi không? Wow, good. Ông bay rồi. Tôi đã được rồi. It's alright, Phil. Oh, no, ông được rồi đó. It's alright. Ông ráng lên nữa, tội ông dữ trời. Ông nói ông nào vậy? Ông bên kia kìa. Ông bên công ty đó. Ông thấy mày lên chỗ đây hoài nãy giờ cả 15 phút mà đâu lên được đâu. Kêu con ông đâu làm gì? Lạnh quá. Sao mà ông mới thấy ông tội nghiệp, ông mới... Ông lùi xe chết sao? Ờ. Xe người ta đang chạy mà. Mà xe máy tốn cơ mà. Tại vì nếu như mỏng người chồng cho bà chúng ta, chúng ta đi chạy nhất hỏi thôi. Thank you, ông lái lên, ông chạy lên cho mình được rồi đó. Rồi ông lái cái chìa khóa đi. Ông nói gì nói nghe. Ông tắt cho mình luôn ơi. Thank you, sir. Thank you. Ông chở giùm lên cho mình nè. Ê, nó chở con không lên nè, mọi người đó mình quay là bà cái sàn xong của mình nó bị đâm tuyết cứng luôn. Chồng mình nghĩ giờ ông cào tuyết ra mà giờ nó đâm bé cứng ngắc rồi. Giờ ông chạy lên nó không lên, thấy con nghiệm còn hồi sáng mày đi đường về ông dậy á lên cái dốc kia kìa. Đâu có chạy lên đâu. Đó, nó cứ vậy hoài à. Luôn muốn chết luôn. Nhưng nếu không đặt thắng là nó sẽ tụt lui. Rồi sao ta? Bà qua bên trái á, bà cứ đưa cái bánh xe qua trái để cho nó chừa cái xe qua bên trái đi. Rồi nó bám vô cái đường. Lạnh quá, lạnh quá. Mà nó bám vô cái đường nó hình đạo đó. Bà anh bà nó, mẹ đang bị ho. Xong vô hình tôm nè. Chưa hôm qua mà sức thì giờ này đâu khổ đâu. Biết rồi là thì sức liền nè, còn không sức liền bữa đâu nó đông đá, nó thành đá. Sánh mắt màu luôn.